Người khôn ngoan luôn cất hai chữ đừng, không tranh mà được lợi. Sống ở trên đời, không ít lần chúng ta gặp phải những lời tố cáo, phỉ báng, những rắc rối, tổn thương từ người khác. Nếu cứ ăn miếng trả miếng thì chúng ta cũng sẽ phải trả cái giá tương xứng. Sống ở trên đời, không ít lần chúng ta gặp phải những lời tố cáo, phỉ báng, những rắc rối, tổn thương. Nếu cứ ăn miếng trả miếng thì chúng ta cũng sẽ phải trả cái giá tương xứng. 1. Đừng tính toán với kẻ tiểu nhân. Nhà văn Rishi Ram Dodo nói, khi ai đó chế nhạo bạn, bạn ngay lập tức nổi giận cãi lại họ. Khi ai đó coi thường bạn một cách vô lý, bạn ngay lập tức khinh thường lại người đó. Ai đó khoe mẽ trước mặt bạn, bạn ngay lập tức chứng tỏ rằng bạn lợi hại hơn. Hãy nhìn xem, những người bạn ghét đã dễ dàng biến bạn thành người mà bạn ghét nhất rồi. Nếu bạn quá để tâm đến những kẻ tiểu nhân, bạn cũng sẽ bị vấy bẩn bởi những điều xấu xa và từ từ biến bạn thành thứ bạn ghét. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ bị những cảm xúc tiêu cực chi phối. Có câu, kẻ thức thời mới là chân quân tử. Họ hiểu rằng sống tốt cuộc sống của chính mình mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nếu chỉ vì nóng giận nhất thời mà lại đi dây dưa với tiểu nhân, lao tâm lao lực vào những thứ vô ích như thế, thì bạn chỉ lãng phí thời gian, thậm chí tự rước tai họa vào thân mà thôi. Tha cãi một trận với người có học còn hơn nói một lời với kẻ đầu tôm. Gặp kẻ tiểu nhân thì nên tránh xa, nhẫn nhịn không phải là hèn nhát mà là tránh chuốc họa vào thân. Rồng thì không đánh với rắn, sư tử thì không dành thức ăn với chó điên. 2. Đừng dây dưa với những chuyện vặt. Không có một cuộc sống nào là thập toàn thập mỹ. Học cách buông bỏ, không vướng bận vào những chuyện vụn vặt mới có thể thoát ra được vũng bùn, trở thành một đóa sen tinh khiết, làm những điều ý nghĩa hơn, đón nhận một cuộc sống và phiên bản tốt hơn của chính mình. Đời người có mấy cái 10 năm, tại sao phải phiền lo vì những điều nhỏ nhặt? Có thể trên đường đời, bạn sẽ gặp phải những lời ra tiếng vào, những chiêu trò nhằm âm mưu kéo bạn xuống đáy bùn. Nhưng nếu bạn không góp thêm cho chúng năng lượng, cũng như không để tâm đến, thì chúng nhất định sẽ không làm gì được bạn.